3 ngày 3 đêm ở ngoài tự nhiên. Hiện tại mình chỉ câu được mỗi con cá kể. Từ trước đến nay chưa có trận đánh tự nhiên nào là dễ dàng hết. Nhưng mà phương pháp cách đánh của mình thì luôn chuẩn chỉnh sách giáo khoa. Thời điểm này đang là mùa hè, mưa bão ập đến liên tục. Thì điểm đánh phải là các bãi nước nông, tập trung vào các ngã ba hoặc là các mép rìa đảo. Điểm này là những điểm con đầm đen đi ăn. Xem dự báo thời tiết, thấy có hiện tượng mưa bão kéo về, thậm chí chỉ là ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới là có thể ra cân. Đối với con đen tự nhiên thì anh em đón trước bão tầm khoảng 3 ngày, sau đó đánh thông một mạch từ lúc bão ập đến cái lúc bão tan luôn. Sách giáo khoa trang 59, không nổi phét nữa. Mình đang ngồi ôm cân thì bạn ngán rủ ra bơi cùng. Tình cảm đang mặn nông thắm thiết thì bạn ngán chửi bạn Mick là cái đồ chó. Chửi xong thì một mạch đào tàu, Mick cái cú vì đây là cú sốc đầu đời. Ngay lập tức Mick bật chế độ đô sát đi truy luôn bạn ngán. Nhưng mà bạn này lằn quá khí khủng luôn. Thấy Mick yếu thế mình phí ra hỗ trợ. Giang hồ mồm là phải bắt về bảo tồn, không có anh em bạn bè gì tầm này hết. Mình tính nuôi ngán sinh sản nhưng mà một con đào tẩu các bác ạ. Đào tẩu là phải cho lên nuôi luôn.